Ngày 10 tháng 8, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã xin lỗi người dân sau khi mưa lớn gây lũ lụt ở Seoul khiến ít nhất 9 người thiệt mạng. Mưa ngập lớn làm bùng lên chỉ trích về việc thiếu các biện pháp kiểm soát lũ lụt ở thủ đô. Theo hãng thông tấn Yonhap, ông Yoon đã đưa ra lời xin lỗi nói trên trong cuộc họp thảo luận phản ứng chống lũ tại Seoul và các khu vực quanh thủ đô. Trận mưa như chút nước trong và quanh khu vực Seoul bắt đầu từ ngày 8 tháng 8, nhấn chìm nhiều tuyến đường và xe cộ, gây ngập lụt cho những ngôi nhà ở vùng trũng và buộc hàng trăm người phải sơ tán. Phát biểu trong cuộc họp sáng 10 tháng 8, ông Yoon nhận định chính phủ phải đưa ra được các biện pháp cơ bản để ứng phó với các sự kiện tương tự trong tương lai, ngay cả khi đang phải thực hiện các biện pháp khắc phục khẩn cấp và hỗ trợ các nạn nhân hiện tại. Ông cũng yêu cầu chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan phải xây dựng một hệ thống dự báo và cảnh báo lũ lụt có thể bao phủ tất cả tuyến đường thủy, bao gồm sông, suối lớn và các phụ lưu, đồng thời tận dụng mọi khả năng của chính quyền và cơ quan liên quan để giảm thiểu thiệt hại về người và của. Sáng 10 tháng 8, giới chức Hàn Quốc xác nhận 9 người chết, 7 người mất tích và hơn 2.600 căn nhà và tòa nhà chìm trong nước lũ sau trận mưa kỷ lục tuần này. Từ ngày 8 tháng 8 đến sáng 10 tháng 8, tổng lượng mưa đã đổ xuống Seoul là 525mm. Trong khi đó, làng Yeongpyeong, cách Seoul 45km về phía đông, ghi nhận lượng mưa lên đến 526,2mm trong cùng thời gian, theo Cục Khí tượng Hàn Quốc, KMA. Trận mưa lũ kinh hoàng này cũng làm 17 người bị thương. Tổng cộng 2.676 căn nhà và tòa nhà bị ngập, hầu hết là tại Seoul. Khoảng 570 người thuộc 398 hộ gia đình phải sơ tán, trú ẩn trong các phòng gym và trường học địa phương. Ngoài ra, giới chức Hàn Quốc cũng sơ tán tạm thời 1.253 người thuộc 724 hộ gia đình trên khắp cả nước để tránh mưa lũ. Trận mưa xối xả suốt 3 ngày nay cũng khiến nhiều phương tiện công cộng ngừng hoạt động, trong đó có 6 đường sắt tại khu vực Seoul, gây gián đoạn tạm thời dịch vụ tại một số tuyến đường sắt và tàu điện ngầm. Theo Yonhap, phần lớn các dịch vụ công cộng bị gián đoạn đã hoạt động trở lại trong sáng 10 tháng 8, bao gồm tuyến tàu điện ngầm Seoul. Tuy nhiên, các nhà chức trách đã đóng cửa một số khu vực của các tuyến đường cao tốc ở Seoul trong sáng cùng ngày. KMA cũng đã giữ cảnh báo mưa như chút nước ở khu vực Seoul và Incheon trong sáng 10 tháng 8, song vẫn giữ cảnh báo mưa lớn ở tỉnh Chungcheong thuộc miền Trung, với dự báo lượng mưa sẽ đạt 50-80mm/h.